Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Hạ, Phẩm thứ 10, Nhân duyên và so sánh công đức của Bố Thí. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quốc phải vùi, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát chúng sanh trong các nghiệp đạo và so sánh của việc Bố Thí thì có nặng có nhẹ. Có người thọ phước một đời, có người thọ phước 10 đời, hoặc có người thọ phước lợi lớn đến 100 đời, 2000 đời. Việc ấy thế nào? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ở giữa toàn thể chúng hội tại cung trời Tam Thập Tam, ta nay sẽ thuyết giảng về sự so sánh công đức nặng nhẹ của chúng sanh ở châu Thắng Kim. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Địa Tạng thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con hoài nghi về việc đó và rất vui thích muốn nghe. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ở Nam Châu Thắng Kim, nếu có các quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại phạm chí và những ai gặp kẻ bằng cùng thấp kém, cho đến gù lưng tàn tật, câm ngậm ngu si, tai điếc mắt mù và đủ mọi các căn không hoàn chỉnh như vậy, khi các quốc vương và những người đó muốn bố thí, mà nếu có đầy đủ là đồng đại từ bi, khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc bảo người khác bố thí, nói năng hòa nhã, khuyên nhủ cảm thông, thì các đại quốc vương và những người đó sẽ được phước lợi nhiều như cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng, với các căn không hoàn chỉnh mà phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phước lợi như vậy. Suốt 100.000 đời, họ sẽ thường được đầy đủ 7 báu, hà huống là y phục, ẩm thực và những vật cần dùng. Đại nửa Địa Tạng vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp hình chùa tháp Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng của Bồ Tát Thanh Văn hay Độc Giác mà đích thân tu bổ sửa sang, các quốc vương và những người đó sẽ được ba kiếp làm thân năng thiên đế để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phước lợi từ việc bố thí này mà hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì những người các quốc vương và những người đó ở 10 đời sẽ thường làm đại phạm thiên vương. Tại nửa Địa Tạng và đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật cổ xưa, kinh tượng bị hư hoại hay vỡ nát mà phát tâm tu bổ, các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc bảo người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người đó sẽ suốt 100.000 đời thường làm thân vô chuyển luôn. Còn những người đồng chung bố thí thì suốt 100.000 đời sẽ thường làm thân vô nước nhỏ. Họ có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì cuối cùng họ sẽ thành Phật, bởi quả báo đó là vô lượng vô biên. Tại nửa Địa Tạng và đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sinh nở mà trong một niệm với đủ lòng đại từ, bố thí ẩm thực, giường nệm, thuốc thang để khiến cho họ an vui, phước lợi như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp họ sẽ thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp họ sẽ thường làm thiên chủ thuộc 6 tầng trời ở cõi dục, và sau cùng họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn không đọa đường ác. Thậm chí suốt 100.000 đời họ không hề nghe đến tiếng khổ. Tại nửa Địa Tạng vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cùng phạm chí và những ai mà có thể làm việc bố thí như thế, thì họ sẽ được phước vô lượng. Nếu lại có thể hồi hướng chẳng kể là nhiều hay ít, thì cuối cùng họ sẽ thành Phật. Hà huống là những quả báo của năng thiên đế, phạm vương hoặc vua chuyển luân. Vì thế Địa Tạng âm nên rộng khuyên bảo chúng sanh hãy học làm bố thí như thế. Tại nửa Địa Tạng vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp có thể gieo trồng chút ít căn lành chừng bằng cộng lông sợi tóc, hạt cát hay hạt bụi, thì phước lợi họ thọ hưởng chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Tại nửa Địa Tạng vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Độc Giác hoặc hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì họ sẽ được phước vô lượng và thường ở cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới,
thì phước lợi đó thật chẳng thể nào ví dụ cho sể. Tại nửa địa tạng và đời vị lai, nếu các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một bài kệ hay một câu rồi phát tâm ăn còn trân trọng đáng tháng bố thí cúng dường, thì họ sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu lại có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới thì phước lợi đó thật chẳng thể nào ví dụ cho sể. Tại nửa địa tạng và đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật hoặc kinh điển đại thừa còn mới mà bố thí cúng dường tán thán, kim ngưỡng tán thán cung kính và chắp tay cung kính, còn nếu như chúng đã cũ và bị hư hoại thì có thể một mình phát tâm hoặc khuyên bảo nhiều người cùng phát tâm để tu bổ sửa sang. Ở trong 30 đời, những người cùng đồng phát tâm sẽ thường làm mua nước nhỏ, còn những vị thí chủ thì thường làm bại phạm thiên vương và lại dùng pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương. Tại nửa địa tạng và đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trong Phật pháp gieo trồng căn lành hoặc bố thí cúng dường hoặc tu bổ chùa tháp hoặc sửa sang kinh điển cho đến những việc lành chừng bằng cộng lông sợi tóc hạt cát hay hạt bụi, thì công đức của người đó ở trăm ngàn đời là sẽ thọ hưởng an vui cao thượng vi diệu. Nếu chỉ hồi hướng đến quyến thuộc và gia đình và lợi ích riêng bản thân thì quả báo mà họ thọ hưởng là ở trong ba đời, khi xả một thì liền được vạn hồi báo. Vì thế địa tạng nhân duyên của sự bố thí việc ấy là như vậy. Phẩm thứ 11, địa thần hộ pháp. Lúc bấy giờ địa Kiên Lao địa thần thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ xưa đến nay con đã chiêm ngưỡng và đảnh lễ vô lượng chư đại Bồ Tát, tất cả đều là những vị thần thông đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn và khéo rộng cứu độ chúng sanh. Ở trong chư Bồ Tát, địa tạng đại Bồ Tát này đây là vị lập thệ nguyện thâm trọng nhất. Thưa Thế Tôn, địa tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thắng Kim, như ngài diệu các tuần Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và Từ Thị Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để rộng cứu độ chúng sanh, nhưng các thệ nguyện đó rồi sẽ hoàn tất. Còn địa tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện để giáo hóa thảy chúng sanh trong sáu đường, và số kiếp đã trải qua thì nhiều như số khác trong 100.000 ức sông Hằng. Thưa Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi trú xứ về hướng nam mà dùng đất đá hay gỗ trúc để xây một khám thất, như họ lại có thể đắp vẽ cho đến tạo lập hình tượng của địa tạng bà Bồ Tát bằng vàng bạc đồng hay sắt và an trí vào bên trong, rồi thắp hương cúng dường tán thán chiêm ngưỡng đảnh lễ, thì nơi cư ngụ của người đó tiền sẽ được bảy điều lợi ích, 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một, đất đai màu mỡ; hai, nhà cửa bình yên; ba, kẻ mắt xanh thiên; bốn, người sống tân thọ; năm, ước mong tội ý; sáu, không ngạn nước lửa; bảy, dứt trừ tai ương; tám, đoạn tuyệt ác mộng; chín, thần hộ ra vào; 10, gặp nhiều nhân thánh. Thưa Thế Tôn, trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ của mình mà có thể làm việc cúng dường như thế thì họ sẽ được phước lợi như vậy. Lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ của về hướng nam của mình mà có kinh điển này cùng hình tượng của địa tạng Bồ Tát, như người này có thể thường đọc tụng kinh điển và cúng dường địa tạng Bồ Tát, thì con sẽ luôn ngày đêm dùng bổn thần lực mà hộ vệ người đó cho đến nạn nước lửa trộm cướp các tai họa lớn nhỏ và tất cả việc siêu sẽ thể đều tiêu trừ. Phật bảo Kiên Lao địa thần, thần lực của thần nữ to lớn, các vị thần khác ít ai sánh bằng.
Vì sao thế? Bởi đất đai ở Châu Thắng Kim đều nhận sự bảo hộ của thần nữ. Cho đến cỏ cây gác đá lúa gai hay trúc lâu cũng đều từ dưới đất mà có và đều do thần lực của thần nữ. Như thần nữ lại thường tán thán những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát nên công đức thần thông và công đức của thần nữ sẽ gấp trăm ngàn lần các địa thần bình thường. Vào đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào ở nơi trú xứ về hướng nam của mình mà cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng chuyển đọc kinh bổn nguyện này, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, và hoặc chỉ nương theo một điều ở trong kinh để tu hành, thì ông hãy dùng thần lực để ủng hộ người đó, chứ để các tai họa lớn nhỏ và những việc không như ý nghe lọt vào tai họ, huống nữa là phải thọ lấy thân. Người đó không chỉ riêng được thần nữ ủng hộ mà cũng có quyến thuộc của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người đó. Vì sao lại được Thánh Hiền ủng hộ như vậy? Đó đều là do chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và cùng chuyển đọc kinh bổn nguyện này. Họ tự nhiên sẽ có thể lìa xa biển khổ và chứng thực việc an vui. Do vậy, họ mới có được sự ủng hộ lớn lao như thế. Phẩm thứ 12, lợi ích của sự thấy nghe. Lúc bấy giờ Thế Tôn phóng ra 1 tỷ ức tướng hào quang lớn từ trên đỉnh đầu, như là tướng hào quang màu trắng, tướng hào quang màu trắng lớn, tướng hào quang niềm lành, tướng hào quang niềm lành lớn, tướng hào quang ngọc thạch, tướng hào quang ngọc thạch lớn, tướng hào quang màu tím, tướng hào quang màu tím lớn, tướng hào quang màu xanh, tướng hào quang màu xanh lớn, tướng hào quang màu xanh biếc, tướng hào quang màu xanh biếc lớn, tướng hào quang màu đỏ, tướng hào quang màu đỏ lớn, tướng hào quang màu xanh lá cây, tướng hào quang màu xanh lá cây lớn, tướng hào quang màu vàng, tướng hào quang màu vàng lớn, tướng hào quang vòng mây khánh hỷ, tướng hào quang vòng mây khánh hỷ lớn, hào quang bánh xe ngàn câm, hào quang bánh xe ngàn câm lớn, hào quang bánh xe báu, hào quang bánh xe báu lớn, hào quang vòng mặt trời, hào quang vòng mặt trời lớn, hào quang vòng mặt trăng, hào quang vòng mặt trăng lớn, hào quang cung điện, hào quang cung điện lớn, hào quang mây biển, hào quang mây biển lớn. Khi đã từ trên đỉnh đầu phóng ra các tướng hào quang như thế xong, Ngài lại phát ra âm thanh vi diệu bảo các đại chúng Thiên Long Bát Bộ, người cùng phi nhân, hãy lắng nghe. Hôm nay ta tại cung trời Tam Thập Tam tuyên dương cùng người khen Địa Tạng Bồ Tát về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng đắc của địa thứ 10 và những sự cứu cánh không thể chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, có phải quỳ chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát là bậc đầy đủ lòng đại từ bi và luôn thương xót chúng sanh tội khổ. Trong ngàn vạn ức thế giới, Ngài đã biến hóa ngàn vạn ức thân, có công đức với sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn. Con đã nghe Thế Tôn cùng vô lượng mười phương chư Phật với vị khẩu đồng tâm mà ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát rằng: Chư Phật, cho dù chư Phật của quá khứ, hiện tại cùng vị lai đều nói về công đức của Địa Tạng Bồ Tát thì cũng chẳng thể hết. Mới đây là được Thế Tôn bảo các bảo toàn thể đại chúng là Ngài muốn tuyên dương về những việc lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Kính mong Thế Tôn hãy vì tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà tuyên dương về những việc chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, hầu khiến cho Thiên Long Bát Bộ được phước khi chiêm ngưỡng và kính lễ Ngài. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có đại nhân duyên với chúng sanh, với thế giới kham nhẫn. Nếu hàng trời hoặc rồng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến chúng sanh tội khổ trong 6 đường, mà nghe danh hiệu ông, thấy hình tượng ông, mến tiện tượng ông, tán thán ông, thì các chúng sanh đó đều sẽ quyết không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Họ sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng đủ mọi điều an vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục,
họ sẽ liền gặp Phật thọ ký. Với lòng từ bi vô tận thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ, nay ông muốn ta tuyên nói về những việc lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe, ta nay sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm thưa rằng, dạ vâng thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát, trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có vị thiên nhân nào mà phước trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng sư hiện ra, hoặc có vị phải đọa đường ác, những vị thiên nhân đó hoặc nam hay nữ, đương lúc tướng sư hiện ra mà thấy danh hiệu, mà thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phước trời và thọ hưởng vô lượng niềm vui sướng lớn lao, và vĩnh viễn chẳng còn đọa ba đường ác. Hạ huống là khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, phục ẩm thực vật máu và sâu chuỗi âm lạc mà bố thí cúng dường chiêm ngưỡng tán thán, thì những vị thiên nhân đó sẽ thì họ sẽ được tăng thêm phước trời và thọ hưởng niềm vui sướng lớn lao. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có những chúng sanh nào trong số đường sắp mạng chung mà nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thốn qua tai, thì các chúng sanh đó sẽ chẳng còn thì các chúng sanh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là khi lúc chưa mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc tới nhà cửa tài bảo vật báu và y phục của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc đã lấy nhà cửa vật báu và những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì hàng quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp mà phải đọa đường ác và phải trải qua nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cùng với sự chiêm ngưỡng và đảnh lễ của con cái hoặc anh chị em, họ cũng liền giải thoát. Họ sẽ được sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu, và tất cả tội chướng thể đều tiêu trừ. Lại nữa, Quán Thế Âm vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào hoặc lúc còn bú mống, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi trở xuống mà cha mẹ đã qua đời cho đến mất hết anh chị em, rồi đến khi không lớn, người đó tưởng nhớ về cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nhưng vẫn không biết họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, sanh trong cõi trời nào, như người đó có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cùng nghe danh hiệu Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ trong từ một ngày cho đến 7 ngày, chớ để quên mất tâm nguyện ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng đảnh lễ tháng tháng và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì hàng quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp mà đọa đường ác và phải trải qua nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì họ sẽ được sanh lên trời và sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Còn nếu như quyến thuộc của người đó có phước lực đã sanh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu, thì nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng và thọ hưởng vô lượng niềm vui sướng. Như người này có thể trong 21 ngày với chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ và niệm danh hiệu của Ngài đủ 10.000 lần, thì người đó trong giấc mộng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên và để mách bảo cho người đó khỏi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về.
Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện thân, sẽ hiện xuất đại uy thần và đích thân dẫn người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Như người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 lần và luôn đến 1.000 ngày, thì người đó sẽ được Địa Tạng Bồ Tát xa các vị quỷ thần và thổ địa tại nơi đó hộ vệ trọn đời, hiện đời y phục và thức ăn dư giả, và họ không hề mắc những bệnh khổ cho đến những tai họa, chẳng hề vào đến cửa huống nữa vào đến thân, và người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát so định thọ ký. Lại nữa, Quán Thế Âm và đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn ra khỏi ba cõi, muốn tu đạo vô thượng hoặc muốn ra khỏi ba cõi, khi những người như thế nghe danh hiệu, thấy hình tượng, cùng chiêm ngưỡng đảnh lễ, hoặc dùng hơi một bánh thực hoặc báu để cúng dường, thì những điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ mau thành tựu và vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lại nữa Quán Thế Âm Bồ Tát và đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện hoặc tỷ ức sự việc trong hiện tại cùng vị lai, họ chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ, tháng tháng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì những điều cầu mong như thế tất sẽ thành tựu. Nếu họ lại muốn cầu mong Địa Tạng Bồ Tát bậc đầy đủ đại từ bi và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc mộng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Lại nữa Quán Thế Âm vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển Đại Thừa mà sinh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm chẳng thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng, cho dù họ gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành thục, nhưng họ hoàn toàn quên hết, trải qua suốt cả tháng hoặc cả năm mà vẫn không thể đọc tụng. Các thiện nam tử nữ nhân đó do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, nên họ đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tánh đọc tụng. Khi những người như thế nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi hãy mang hết cõi lòng mà cung kính bày tỏ. Họ dùng hương hôi, phục ẩm thực, vật báu để cúng dường. Và rồi sau đó họ lấy một chén nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ Tát một ngày một đêm. Rồi sau đó họ chắp tay cung thỉnh để uống với mặt xoay vào hướng nam. Khi nước sắp vào miệng, họ phải chí tâm trịnh trọng. Khi uống nước xong, họ phải kiêng cử năm loại thực vật hôi nầm, rượu thịt tà dâm nói dối và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng liền thấy rõ Địa Tạng Bồ Tát đến chỗ của họ. Rồi Ngài hiện thông vô biên và rưới nước quán đảnh. Khi thức dậy, họ sẽ liền được thông minh. Các kinh điển một khi lọt vào căn tay thì liền nhớ mãi và chẳng còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thiếu phóng y phục ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp những không may, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị chia cắt, hoặc nhiều lần tai nạn cứ xảy đến nơi thân, cho đến lúc ngủ nằm mơ thường thấy nhiều việc kinh sợ. Khi những người như thế nghe danh hiệu, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì hãy niệm đủ 10.000 lần. Vì những việc không như ý dần dần sẽ tiêu trừ.
họ liền được an lạc, đời sống y phục ẩm thực vui vẻ, và cho đến trong giấc mộng thể đều vui vẻ. Tại nửa Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc về chuyện công việc tư, hoặc về việc sanh tử, hoặc về việc khẩn cấp, nên họ vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm. Khi những người như thế, những người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 10.000 lần, thì đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên ủng hộ, đi đứng nằm ngồi đều ở mãi an vui, cho đến có gặp, cho dù có gặp cọp số thiêu tử hoặc tất cả những việc tai họa cũng chẳng làm tổn thương họ. Lúc Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thắng Kim. Nếu nói về những việc nhờ được thấy nghe của các chúng sanh, thì nói suốt trăm ngàn kiếp cũng chẳng thể hết. Vì thế Quán Thế Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát, ông hãy dùng thần lực mà lưu truyền kinh này và làm cho những chúng sanh ở thế giới kham nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng: Ta quán Địa Tạng xuất uy thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe đảnh lễ dù một lần, lợi ích trời ngồi nhiều vô lượng. Nếu nam hay nữ hoặc long thần hết phước nên phải đọa đường ác, chí tâm đảnh lễ bậc đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chúa trừ, trẻ thơ mất sớm tình cha mẹ, chẳng rõ thần hồn tại xứ nào. Anh chị em gái chẳng họ rõ thần hồn tại xứ nào, anh chị em gái cùng thân thuộc đến nay không lớn chẳng biết nhau, hoặc đắp hay vẽ hình đại sĩ quyến luyến đảnh lễ chẳng rời xa, ba tuần luôn niệm danh hiệu ấy, Bồ Tát liền hiện vô biên thân, chỉ họ quyến thuộc khỏi sanh về, dù đọa đường ác cũng thoát mau, sơ tâm nếu lại không thối chuyển, liền được so đảnh thọ thánh ký, đại giác vô thượng quyết chí tu, ba cõi khổ não muốn lìa xa. Người ấy đã phát đại bi tâm, tất cả các nguyện chống viên thành, mãi không nghiệp chú nào ngăn cản. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê qua bờ kia, tuy lập thệ nguyện không nghĩ bàn, mới đọc liền quên sao lãng mất. Người này do có nghiệp chướng mê, kinh điển đại thừa không thể nhớ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục ẩm thực vật yêu thích, để chén nước trong trước đại sĩ, sau một ngày đêm rồi thỉnh uống, thực vật hôi nồng phải kiêng cử, rượu thịt tà dâm cùng nói dối, 21 ngày chớ giết hại, chí tâm nhớ niệm đại sĩ danh, liền như trong mộng thấy vô biên, tỉnh giấc căn thai được bén lanh, kinh giáo một khi đã nghe qua, ngàn vạn đời sau mãi chẳng quên. Bậc đại sĩ ấy không nghĩ bàn, có thể khiến người được trí tuệ, bằng cùng chúng sanh bà, bệnh tật, nhà cửa hung si quyến thuộc ly, lúc ngủ mộng điềm chẳng an lành, cầu gì cũng trái không tội ý. Chí tâm tỉnh lễ và tượng Địa Tạng, tất cả việc xấu đều tiêu tan, cho đến trong mộng được bình an, ăn
mặc dư giả quỷ thần hộ. Và gần lên núi qua biển cả, chim thú độc dữ cùng ác nhân, ác thần ác quỷ với cuồng phong, tất cả ách nạn các khổ não, định trí tâm bệnh lễ và cúng dường. Ở trước hình tượng của Địa Tạng, tất cả việc xấu đều tiêu tan. Chí tâm Quán Âm chí tâm mi ta nói Địa Tạng vô tận chẳng nghĩ bàn, nói suốt tỷ kiếp cũng không hết. Rộng thiên đại sĩ sức như vậy, nếu ai nghe được Địa Tạng danh cho đến thấy tượng đảnh lễ ngài, y phục ẩm hương hoa, y phục ẩm thực dân, thọ hưởng trăm ngàn vi diệu lạc, nếu lại hồi hướng khắp pháp giới, tất sẽ thành Phật liễu sanh tử. Vì thế Quán Âm hãy bảo khắp hàng xa quốc độ đều nên biết. Phẩm thứ 13, khó chúc trời người. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nhấc cánh tay sắt vàng và xoa trên đỉnh đầu của Địa Tạng Bồ Tát rồi nói lời như vậy: Địa Tạng, thần lực của ông chẳng thể nghĩ bàn, từ bi của ông chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông chẳng thể nghĩ bàn, biện tài của ông chẳng thể nghĩ bàn. Suốt ngàn vạn kiếp, cho dù mười phương chư Phật ngợi khen và tuyên nói về những việc không thể nghĩ bàn của ông thì cũng chẳng thể hết. Địa Tạng, ông nên nhớ ta nay tại cung trời Thanh Thập Tam ở trong đại hội với Bất Khả Thuyết, Bất Khả Thuyết với tất cả chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Một lần nữa ta phó chúc hàng trời người cho ông, phó chúc hàng trời người và các chúng sanh cho ông, những kẻ còn ở trong căn nhà lửa và chưa ra khỏi ba cõi. Ông đừng khiến cho những chúng sanh ấy sa đọa trong đường ác dù chỉ một ngày một đêm, hà huống là còn đọa địa ngục vô gián, đến nỗi phải trải qua ngàn vạn ức kiếp mà chẳng có kỳ hạn thoát ra. Này Địa Tạng, chúng sanh ở châu Thắng Kim này đây, ý chí với tâm tánh bất định và nhiều tập khí xấu ác, cho dù họ đã phát thiện tâm nhưng thoáng liền quên mất, nếu gặp duyên ác thì niệm niệm tăng trưởng. Bởi vậy ta đã phân ra trăm ngàn ước thân để hóa độ và tùy theo căn tánh mà độ thoát họ. Này Địa Tạng, ta nay ông cần hóa chúc hàng trời người cho ông. Trong đời vị lai, họ nếu hàng trời người hoặc thiện nam tử nữ nhân nào trong Phật pháp gieo trồng được chút ít căn lành chừng bằng sợi lông, hạt cát, hạt bụi hay giọt nước, thì ông hãy dùng đạo lực mà ủng hộ và chớ để các tai họa lớn nhỏ và những việc không như ý nghĩ sẽ ông dùng đạo lực để ủng hộ và chớ để các tai họa ủng hộ và dần dần làm cho họ tu hành đạo vô thượng và chớ để quên mất. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng và đọa đường ác, hoặc họ sắp đọa trong đường ác, họ cần kề đến cửa đó. Nếu các chúng sanh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sanh đó. Ông hãy hiện ra vô biên thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến cho họ sanh lên trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.
Lúc bấy giờ Địa Tạng gối phải quỳ chắp tay và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào mà có trần một niệm cung kính thì cũng con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ mau ra khỏi vòng sanh tử. Huống nữa là khi họ nghe về các việc lành rồi niệm niệm tu hành thì họ tự nhiên vĩnh viễn sẽ chẳng còn vĩnh viễn không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nay đến trời Tam Thập Tam và nghe được Như Lai tuyên dương về sức y thần chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cho đến hết thảy trời rồng mà nghe kinh này cùng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc chiêm ngưỡng và đảnh lễ ngài thì họ sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Kính mong Thế Tôn hãy vì tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà được nói về việc ấy. Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát: vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào mà thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu ngài, nghe kinh điển này và cho đến đọc tụng, họ dùng hương hoa phục ẩm thực vật báu để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì những thiện chúng sanh đó sẽ được 28 điều lợi ích: một, trời rồng hộ niệm; hai, thiện quả ngày tăng; ba, tích nhân thánh thiện; bốn, đạo tâm kiên cố; năm, ăn mặc dư giả; sáu, bệnh dịch bất xâm; bảy, thoát nạn nước lửa; tám, chẳng gặp trộm cướp; chín, người thấy kính mến; mười, quỷ thần hộ giúp; 11, thân nữ chuyển nam; 11, thân nữ chuyển nam; 12, làm con vua chúa; 13, tướng đẹp đoan chánh; 14, thường sanh lên trời; 15, hoặc làm đế vương; 16, đắc túc mạng thông; 17, cầu mong như ý; 18, quyến thuộc hòa vui; 19, tai họa tiêu diệt; 20, nghiệp đạo vĩnh trừ; 21, đi đến nơi chốn; 22, đêm mộng an vui; 23, người mất lìa khổ; 24, túc phước thọ sanh; 25, chư thánh ngợi khen; 26, thông minh lanh lợi; 27, giàu lòng từ mẫn; 28, cứu cánh thành Phật. Lại nữa, Hư Không Tạng Bồ Tát, nếu Thiên Long Quỷ Thần ở hiện tại cùng vị lai mà nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường tán thán thì họ sẽ được 7 điều lợi ích: 1, mo vượt thánh địa; 2, nghiệp ác tiêu diệt; 3, chư Phật đến hộ; 4, đạo tâm kiên cố; 5, bổn lực tăng trưởng; 6, đắc túc mạng thông; 7, cứu cánh thành Phật. Lúc bây giờ bất khả thuyết, tất cả chư Phật Như Lai đã đến từ mười phương và tất cả chư Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ khi nghe Đức Phật Năng Tịch tuyên dương và tán thán những sự chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, họ đều tán thán là việc chưa từng có,
Khi ấy ở trời Tam Thập Tam, mưa xuống vô lượng hương hoa thiên y và sau chuỗi an lạc để cúng dường Đức Phật Năng Tịch cùng Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó có thể chúng hội chiêm ngưỡng đảnh lễ, chắp tay rồi cáo lui. Con xin cảm ơn. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.